Bạn đã hoàn thành giờ là lúc thả lỏng cơ thể, thả lỏng là cách để kết thúc bài tập thể dục, nào hãy cùng thư giãn cơ bắp với các động tác sau. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bài tập tiếp theo sẽ giúp căng cơ tay và phần hông của bạn vào vị trí nào?

bài tập này sẽ căng bắp chân và hông của bạn sẵn sàng chưa một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười bây giờ bài tập tiếp theo sẽ giúp căng phần cổ toàn bộ phần lưng và bắp đùi nào chúng ta bắt đầu nhé và một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười được rồi làm tiếp bên còn lại nhé sẵn sàng chưa một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Bài tập cuối cùng, chúng ta sẽ dùng hông và vai. Sẵn sàng chưa? Một,